Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Gấc là một loại quả rất quen thuộc với người dân Việt Nam vì gấc được trồng khá phổ biến trên khắp nước ta. Hẳn ai cũng đã từng một lần trong đời thưởng thức hương vị ngọt ngào, thơm bùi, béo từ chiếc bánh gấc hay đĩa xôi gấc đỏ au ngày Tết. Gấc gần gũi và quen thuộc như vậy, nhưng không phải ai cũng biết tác dụng của gấc tới sức khỏe như thế nào. Những tinh chất quý giá có trong trái gấc đã khiến các nhà khoa học và dược học phương Tây đã phải gọi gấc là một loại quả đến từ thiên đường. Thuốc nam người Việt tuần này sẽ cùng quý vị tìm hiểu về công dụng quý giá từ trái gấc. Gấc được phân bố ở nhiều nơi nhưng tập trung nhiều nhất ở miền Bắc nước ta. Đặc biệt, gấc được trồng ở các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng là cho sản lượng cao nhất và cho chất lượng tốt nhất. Khi phân tích những trái gấc này, các nhà khoa học cho biết hàm lượng carotin trong trái gấc đạt chất lượng cao gấp 70 lần cà chua Mỹ. Bác sĩ Nguyễn Công Suất chính là một trong những người vô cùng tâm đắc với những công dụng quý từ trái gấc khi ông cùng với các nhà khoa học, các bác sĩ nước ngoài đã nghiên cứu và ứng dụng thành công dầu gấc trong điều trị bệnh. Từ những năm 90 thì những người thầy thuốc chúng tôi ở Quân y viện 108 khi đó mà điều trị những cái bệnh nhân bị nhiễm chất độc dioxin, bị ung thư gan, ung thư vú, ung thư phổi mà khi đó dùng những cái phương pháp kinh điển như là dùng hóa dược, như là dùng hóa chất hay là phẫu thuật mổ xẻ hay là dùng corticoid để trị liệu thì tất cả những cái đó đều gây những cái tác dụng phụ, nhiều cái tác dụng phụ rất là lớn. Trong cái cơn loay hoay của tất cả các nhà khoa học ấy thì có một số giáo sư đề xuất là lên trang thì dùng thử cái dầu gấc của Việt Nam xem, thì trên cái nền tảng của y văn thế giới hướng dẫn những bệnh nhân bị ung thư, những bệnh nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, bị nhiễm dioxin hoặc là những cái hóa chất như thuốc trừ sâu thì sau một thời gian cho uống dầu gấc thì bệnh nhân rất là tốt. Trên lâm sàng thì thấy người bệnh da rẻ hồng hào, ăn ngủ tốt, tăng cân. Và trên các cái xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ xét nghiệm máu thì cái hàm lượng AP nó nhanh chóng trở về bình thường. Thế và trên siêu âm, trên X-quang thì cũng thấy rằng là những cái bệnh nhân trở về những cái chỉ số rất là tốt. Và cái thể trạng chung của bệnh nhân, người bệnh là sau một thời gian điều trị độ 60 ngày thì rất là tuyệt vời. Và từ đó người Mỹ quan tâm đến cái trái gấc Việt Nam rất là nhiều. Gấc là một loài cây thân thảo, dây leo, leo khỏe, có thể mọc cao so với mặt đất, vỏ trái gấc dày, bên trong chứa hạt và ruột gấc đỏ au. Chính vì vậy, gấc còn được coi là một loại thảo dược rất sạch khi nó cách biệt và vô trùng với các ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài. Cách dùng phổ biến nhất của người dân Việt Nam vẫn là chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, đẹp mắt và bổ dưỡng. Nhưng với ứng dụng của nhiều nghiên cứu khoa học và sản xuất như hiện nay, gấc còn được tận dụng tối đa các thành phần, mang lại nhiều công dụng quý cho sức khỏe. Dưới cái góc nhìn của những người thầy thuốc, những người làm chuyên về y học và dược học chúng tôi thì cái trái gấc và cái cây gấc của Việt Nam nó rất là tuyệt vời. Không những người cộng sự, những nhà khoa học Việt Nam đều thừa nhận như thế mà tất cả các nhà khoa học phương Tây, nhất là các giáo sư, bác sĩ người Mỹ đều phải thừa nhận cái trái gấc Việt Nam nó chứa những cái chất rất quan trọng để chống lão hóa, để chống oxy hóa, làm cho người ta kéo dài tuổi thọ và làm người ta đẹp hơn lên, da rẻ hồng hào, mắt sáng, vân vân, và còn ngăn chặn bệnh tật. Thì cái cây gấc, cái trái gấc Việt Nam nó còn rất là nhiều tiềm năng. Ví dụ như về mặt y học lâm sàng thì chúng tôi mới tập trung hơn 20 đề tài để nghiên cứu cái dầu gấc này chữa, ví dụ như ngăn chặn các cái bệnh đường hô hấp, giúp cho trẻ con phát triển đủ chiều cao, cân nặng và trí tuệ, thế rồi giúp cho chị em phụ nữ hồng hào hơn. Nhưng mà chuyên sâu hơn thì chúng tôi dùng để ngăn chặn những cái bệnh như là ung thư gan, ung thư vú, và mới đây thì các giáo sư người Nhật thì dùng chính cái dầu gấc của Việt Nam để điều trị những cái biến chứng của căn bệnh tiểu đường. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học Mỹ đã khẳng định trái gấc là một loại quả đến từ thiên đường. Bởi theo các nhà nghiên cứu, trái gấc Việt Nam xứng đáng được tôn vinh như thế khi nó không chỉ là một loại quả mà còn là một thảo dược quý cho mọi người. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Thuốc Nam.